Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý tư năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy báo cáo những kết quả nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Trong đó, nội dung trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương nghị quyết văn bản của Trung ương và của tỉnh, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp, tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiên quyết xử lý các sai phạm trên các lĩnh vực đất đai, môi trường giao thông. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh, đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,23% so với cùng kỳ năm 2021, thu ngân sách đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 240% so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác cải cách hành chính, thanh tra tiếp công dân, phòng chống tham nhũng được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng chính quyền được triển khai đồng bộ toàn diện, có hiệu quả, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị, Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị tỉnh một số vấn đề liên quan đến việc điều động luân chuyển cán bộ công chức từ huyện về xã, thị trấn và ngược lại, đẩy nhanh tiến độ tra cứu phục vụ công tác phê duyệt quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng và bổ sung giáo viên cho phát triển giáo dục, mua sắm trang thiết bị y tế, có hướng dẫn chung trong toàn tỉnh, bố trí một đồng chí cán bộ công chức cấp xã kiêm văn phòng đảng ủy cấp xã, giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại, kiên quyết xử lý vi phạm đất đai, ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ, giải quyết tồn đọng khó khăn, giao đất cho người dân, tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước hệ thống sông Bắc Hương Hải, xem xét thu hồi các dự án không khả thi, chậm triển khai. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận đánh giá cao kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà các địa phương đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, đồng thời yêu cầu Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đề nghị các đồng chí tập trung huy sự đoàn kết trong nội bộ để lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của những tháng cuối năm, làm sao phấn đấu đạt được cái mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tỉnh là 80, còn huyện và xã là trên 90. Đây là cái nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm, tăng cường cái quản lý nhà nước về thị trường, bảo đảm các nguồn cung về hàng hóa, lương thực, thực phẩm, các nông sản đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra, thanh tra các cái nguồn thu của thuế để bảo đảm là chúng ta thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, tiếp tục quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chương trình làm việc của cấp ủy, cấp huyện cơ sở, kịp thời cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị, thực hiện nghiêm việc kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định hướng dẫn mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy mạnh chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.